Dạ em chào anh em Tâm Mai Mai Vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Thì có một anh hỏi em cái vàng mà hôm bữa phá thế bỏ vô mấy cái lu á, thì nay sao rồi? Thì sẵn vậy em quay lại cho anh em xem. Thì ba cây này là ba hai cây tứ quý và một cây mai vàng. Thì ngày 18 tháng 3 đó thì bên em có làm một cái clip là khoét cái lu, cái này cái lu nguyên rồi khoét ra nhanh em chứ không phải nó bể, rồi nhét cái cây mai vàng vô, cây tứ quý vô, cây tứ quý vô, rồi tính ngày khoảng ngày 11 tháng 4 á thì ghép cây này là cây tứ quý ghép giảo siêu bông Sài Gòn, cây này cây mai vàng ghép giảo siêu bông Sài Gòn. Cây này thì khoảng mấy ngày sau là khoảng 15 tháng 4 á. 15 tháng 4 năm nay anh em thì ghép giảo sắn anh em. Giảo sắn xuống rồi móc mình kéo xuống cho nó rủ xuống. Đó là cái ba cái thời gian mà làm và ghép ba cây này. Thì ghép ngày mình tính là ngày 10 tháng 4 đi, ba cây này thì 10 tháng 4 thì tính bây giờ đó là khoảng 10 tháng 7 đi, là 3 tháng. 3 tháng nha anh em. Thời gian ngâm chậu là khoảng 4 tháng, chưa đến 4 tháng. Thời gian mà ghép đó là khoảng 3 tháng. Vậy cơ bản thì cái cây này á, là rễ rất rất là nhiều. Cây mai vàng này là cây thần chậu, hồi đó là thành phẩm rồi nha anh em, nhưng mà bông nó xấu quá rồi mới tháo ra, hạ nó xuống bỏ chi cành ra làm nó kiểu nhìn nhìn nó hay hay chút xíu. Thì anh em thấy á, thì cùng một thời gian ghép, cùng một cách trồng, cùng một cách chăm sóc á, thì cái thằng tứ quý này không bằng nha anh em. Nhiều anh em nói là tứ quý rồi nó mạnh, nhưng không phải, cũng còn tùy theo cái điều kiện này điều kiện kia. Về cơ bản mà hai cái cùng thời gian cùng nằm chậu như nhau thì cơ bản là tứ quý nó mạnh hơn mai vàng. Nhưng mà nếu mà cái mai vàng mà thần chậu rễ nhiều rồi cái này cái kia rồi đó thì mai vàng vẫn mạnh hơn tứ quý. Tại vì em chia sẻ cái clip trong ngày hôm nay á, là nói thực tế là cây mai vàng với cây tứ quý nè anh em, cho nên em biết mình hiểu về vấn đề đó. Thì nếu mà mình xét cái cây mà mạnh hay yếu rồi thì xét trên nhiều yếu tố lắm anh em, để mà mình biết. Và cái phần mà một số anh em hỏi em á, là nuôi cái mấy cái cây đổ, mấy cái cây mà dáng bay đồ này kia đó, dạng như kiểu phá thế á, thì có cái lưu ý gì không? Thì thật sự là nó nuôi thì mình cũng nuôi theo cái chế độ phân thuốc đi kẽm rồi chăm sóc này kia, nó cũng giống như những cái cây khác đó anh em. Chỉ có một cái lưu ý duy nhất á, thì anh em xem cái này nè. Cái như cái này á, là anh em lưu ý cái thứ nhất á, là cái phần mà cái cây này nó có thể trôi xuống nha anh em. Chỉ cái vị trí này, nằm này á, thì cái chất chồng nó có thể trôi xuống, mình làm như thế nào đó mình giữ lại chất chồng. Còn mà khi mình tưới mình để chút xíu để chất chồng nó không có trôi xuống. Là cái thứ nhất, cái thứ hai á, là do cái này á, nó không ở nhà nằm ví dụ như cái chậu đỏ đằng kia đó. Thì mình khi mình tưới mình cho phân đồ á, thì nó rất là đều. Còn cái này và cái này, đặc biệt cái này nè anh em, thì khoảng cách chiều cao như vậy thì cái phần nước ở đây, phần nước tưới anh em phải canh canh thật là kỹ nha anh em. Tại nhiều anh em quên là phần cái phần tưới nước là cái phần mà mình làm hàng ngày đó, rất là quan trọng với cây mai vàng, đặc biệt mấy cây mai vàng ghép nằm trên chậu á. Thì cái này do cái chất chồng nó nhiều mà cái kích thước của nó, cái khối lượng chất chồng nó rất là cao nữa, cho thành ra mình chịu khó mình đã dành thời gian mình xem lại cái phần phần tưới nước cho nó làm như thế nào cho nó đủ nước, không thiếu nước, và tránh cái trường hợp mà cho cái chất chồng ra đó là cái cây nó cũng sinh trưởng phát triển bình thường anh em. Còn cái chế độ phân thuốc rồi các phần mà liên quan có việc chăm sóc đó, thì cơ bản là nó giống như là một cái cây mai bình thường làm chậu thôi anh em. Này tứ quý ghép cái cây này thì nó hơi hơi yếu, cái cây này thì yếu quá là yếu so với cây này thôi, nhưng mà thật sự cây này ghép mấy mấy tháng 3 tháng mà như vậy rất là mạnh. Yếu là do hồi lúc mà mua phôi ấy, thì cái người bán phôi người ta môi cái bầu đất này nhiều quá anh em. Thì thay vì thí dụ như cái một bầu đất nó khoảng một gang tay thì người ta môi được xuống còn 10 cm thì tốt, cái này người ta phá đến như vậy luôn. Thì để khoảng thời gian ấy, thì nó sẽ yếu hơn bình thường. Do đó khi mà anh em mua phôi thì anh em lưu ý cái phần này nha anh em. Thì chút xíu nữa em quay tiếp em nói tiếp nha anh em, tại vì đang mưa đó rồi em vô nhà rồi em sẽ nói tiếp. Dạ giống như cái cây mà cho anh em thấy ở trên video anh em, thì cái cây này mình là ép
giống như là hết mức có thể rồi, không đắp tiểu cảnh này. Không phải cái chậu bể ra rồi để lại vậy luôn nha, mà do là để lên cái bầu lên cái chậu bể để làm để nuôi, mốt mình chuyển qua mấy cái khay đá mài á, em để cái hình minh họa lên ở trên màn hình cho anh em xem, thì cũng giống như hai cái cây, ba cái cây mai nằm trong lu vừa rồi quay cho anh em xem á, thì chỉ yếu là do mình canh nước được thôi anh em. Cái kỹ thuật nuôi nó không có khó nha anh em, nhưng mà phải phải gọi là tính ổn định nó cực kỳ cao. Một ngày mà quên tưới nước là anh em thấy cái lượng đất như thế này, cái lượng chất chồng như thế này, một ngày quên tưới nước á thì nó ảnh hưởng đến cây rất là nhiều, thậm chí nó đi luôn, tại vì nhiều khi nó nóng quá rồi nó chịu không nổi nó chết đó anh em. Thì hai cái cây, ba cái cây mai nằm trong lu này thì cái kỹ thuật nó cũng tương tự như mình nuôi mấy cây bình thường thôi. Thì cũng khi mà em làm ba cái video đó, hai cái video mà ép chậu vô cây rồi ghép thì cũng có rất là nhiều anh em cũng làm theo rồi chụp hình rồi khoe với em. Anh em lấy mấy cái bình bình rồi mấy cái chum rượu cần rồi đó làm này cũng rất là hay. Thì em cảm ơn anh em đã ủng hộ em và feedback lại cho em cái thành quả của anh em. Và một số anh em hỏi em thì nuôi cây đỗ, nuôi cái cây bán đỗ thì có kỹ thuật gì hay không, do bên vườn cũng không có chuyên anh em ơi. Thực sự cái này thì tánh em mày có gì nói đó nè, cái này có một cây đỗ đây, cái này cũng kiểu bán đỗ mà phá thế thôi anh em, chứ không phải là đúng cái cây mai bán đỗ nha anh em. Cây này cây bay nằm trong lưu, ba cây này ba cây thành phẩm, cây này là 35 triệu nha anh em, cây này cũng 35 triệu nhưng mà cây này nó hơi yếu. Một số anh em có điện thoại hỏi em á thì em nói mà muốn mua thì phải qua vườn xem trực tiếp đi rồi ấy, tại vì nhiều khi mua online đó rồi nó yếu, rồi nó yếu làm sao thì nó biết qua vườn mình xem á. Em lấy cây này thì nó đẹp, mai vàng ghép giáo siêu bông, cây này thì tú quý ghép cây kiến bay thôi, còn cây lưu này tết năm rồi em bán được rồi, người khách gửi lại. Thì cơ bản này nuôi cũng không có gì, nhưng mà có một cái theo cái quan điểm của em vậy nên anh em để ý cái thấy cái cành rơi á, mình muốn để đến đâu cái chậu nó phải ngang vậy nha anh em. Cái cây này mà chậu mà ngang để ngang qua vậy nuôi nó khó hơn, nó rất là dễ bỏ chi. Đây đây là quan điểm cá nhân của em và cái kinh nghiệm cá nhân của em, nếu mà sai thì anh em góp ý giúp em, tại vì theo em thấy là như vậy mà bên vườn cũng không có chuyên nữa. Thì hồi đó giờ làm là quan điểm là như vậy, anh cành rơi đến đây thì cái chiều cao chậu này nó cũng phải đến đây thì nó mới nuôi được. Và cái những cái cây này cũng tương tự như vậy nha anh em. Đây và ở đây là có một cái nó cũng cho anh em cũng dễ hiểu nè, có nghĩa là cái cây này là nó ấy lên vậy rồi nó có cành ba ở đây thì cái chậu nó phải theo đến đó, thì cái rễ nó ra đến đó thì nó sẽ phù hợp với cái cây hơn. Và em cảm ơn em đã xem hết video này. Video này thì em chỉ nói về cái em quay lại cái thành quả mà của hai cái video trước em có làm cho anh em xem đó. Và em cảm ơn anh em, nếu mà anh em có thắc mắc nào về mai vàng có thể để lại comment dưới YouTube, nếu mà em trả lời được bằng chữ á, thì em trả lời, còn nếu không á, thì em sẽ làm video cho nhiều người cùng biết. Em cảm ơn anh em và nếu mà được thì anh em đăng ký kênh ủng hộ em.